Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại tập tiếp theo của podcast Hậu duệ Hai Bà Trưng của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP. Tập số 10 hôm nay về một chủ đề hơi khoai một xíu, nhưng cực kỳ thú vị, mà lại là hàng hiếm, khó tìm podcast để nghe nha. Nhưng thật may mắn vì podcast của chúng mình tìm được và mời được những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này để trả lời câu hỏi then chốt, đó là ai là những người phụ nữ đang tiên phong, dẫn lối trong việc xây dựng chính sách về biến đổi khí hậu có lồng ghép giới ở Việt Nam. Bật mí thêm nữa là tập hôm nay sẽ khép lại mùa đầu tiên của podcast Hậu duệ Hai Bà Trưng và chúng mình mong là sẽ sớm trở lại với mùa tiếp theo, hứa hẹn hoành tráng hơn cả mùa đầu. Xin cảm ơn các fan trung thành đã đồng hành với chúng mình đến tận ngày hôm nay. Các bạn đang lắng nghe chắc đã nghe rất nhiều về biến đổi khí hậu. Nếu không phải từ podcast của chúng mình thì cũng là nghe từ tin tức báo đài về chính sách ứng phó, thích ứng với hiện tượng nguy cấp toàn cầu này như thế nào. Nhưng chắc chúng ta chưa thật sự biết về những con người đang xây dựng và thực hành chính sách đó. Hai khách mời cực kỳ đặc biệt trong tập podcast ngày hôm nay chính là những người đó. Hai chị sẽ song kiếm hợp bích để các bạn có thể hiểu được câu chuyện xây dựng và thực hiện chính sách một cách trọn vẹn. Vậy thì để thực hiện được chính sách thì phải có người xây dựng nó đúng không ạ? Nên khi mà nói đến những người kiến tạo, thiết kế nên những cái chính sách quan trọng đó thì không thể không nói đến chị Chu Thị Thanh Hương ở Cục Biến đổi Khí hậu của Bộ Tài nguyên Môi trường. Hiện nay mình là Phó trưởng phòng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ thân môi trường. Chị Hương là người tham gia xây dựng chính sách, các chương trình sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, hay còn được biết đến với cái tên là JP. Chắc các bạn cũng biết JP là một tuyên bố cực hot đang được nhiều người quan tâm. Tuyên bố này đã được Việt Nam và các nhóm đối tác quốc tế thông qua và công bố cuối năm 2022. Nhóm các đối tác quốc tế sẽ huy động số tiền ban đầu ít nhất là 15,5 tỷ đô trong vòng 3 đến 5 năm tới để giải quyết nhu cầu chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam. Về tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ chuyển đổi năng lượng công bằng JP với mục đích chính là giúp Việt Nam để chuyển đổi carbon thấp chống chịu của biến đổi khí hậu, là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công bằng và phi carbon hóa toàn bộ hệ thống, cũng như tạo ra cái phát triển các cơ hội kinh tế mới để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hướng tới tương lai phát thải giảm bằng không. Một sáng kiến cực kỳ lớn, nhưng có một từ khóa trong đây. Ngay trong cái bản thân cái tên của JP thôi thì đã có nội dung về just rồi, đó là về mặt công bằng. Công bằng ở đây là công bằng cho những người tham gia quá trình chuyển đổi, công bằng cho những người công nhân làm việc trong các hầm mỏ than, khi mà chúng ta thực hiện chuyển đổi không phát triển các nhà máy điện than nữa, chuyển sang các nhà máy năng lượng sạch hơn, thì họ bị mất công việc làm và họ phải giúp họ đào tạo, tăng cường năng lực như thế nào, giúp họ đào tạo lại ra làm sao. Và không chỉ những người bị tác động trực tiếp đến quá trình chuyển đổi mà cả những người gián tiếp quá trình chuyển đổi nữa, tức là gia đình của những người công nhân tham gia quá trình chuyển đổi này chẳng hạn, hoặc là những cái ngành nghề cũ về liên quan đến hỗ trợ cái vận hành cái nhà máy điện than chẳng hạn sẽ biến mất khi mà chúng ta chuyển đổi hoàn toàn cái nhà máy điện than đó sang năng lượng sạch, thì hỗ trợ họ làm sao, đang tăng cường năng lượng họ như thế nào, hoặc là giúp họ để làm nào để có sẵn sàng đầy đủ các năng lực mới, các kiến thức mới, kỹ năng mới để chuyển đổi sang một ngành nghề khác. Đấy thì là một phần rất là quan trọng trong cái JP mà chúng ta đang triển khai thực hiện. Đấy là mình đang nói rất là cụ thể về những người làm trong ngành điện than. Thế còn phụ nữ nói chung thì sao ạ? Thông thường các phụ nữ thì sẽ không làm việc trong các hầm mỏ rồi, vì cái việc hầm mỏ thì nó rất là đòi hỏi về sức khỏe và cũng khá là độc hại. Thì phụ nữ thì thường làm ở phía hậu cần phía sau nhiều hơn, hoặc là ở các mảng hành chính chạy để vận hành một cái nhà máy đó. Ngoài ra còn phải định hướng xây dựng các cái trường dạy nghề chẳng hạn, để hướng các cái ngành nghề mới trong tương lai, khi mà chúng ta định hướng là trong 5 năm hay 10 năm tới hay là 20 năm tới chúng ta sẽ có những cái ngành nghề mới, khi mà các cái nhà máy sử dụng công nghệ phát thải thức carbon thấp hay là công nghệ hiện đại không sử dụng năng lượng xăng dầu, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có phải có xây dựng các chương trình đào tạo hay là các nhóm trường dạy nghề cho các nhóm học sinh mới để chúng ta có sử dụng nguồn năng lượng đó trong tương lai. Nếu mà nói trong khoảng 10 năm trở lại đây thì dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu của Việt Nam là khi nước mình phê duyệt thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2016.
Thỏa thuận Paris nói một cách ngắn gọn là một hiệp ước toàn cầu nhằm giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế sự nóng lên của toàn cầu dưới 2 độ C so với mức tiền công nghiệp. Và để thực hiện được cam kết thì mỗi quốc gia sẽ đưa ra những cái đóng góp do quốc gia tự quyết định, gọi tắt là NDC, và phải cập nhật nó 5 năm một lần. Và mỗi một quốc gia đều cần những người như chị Hương là đầu mối quốc gia về giới và biến đổi khí hậu. Chị cho biết là từ khi Việt Nam tham gia thỏa thuận Paris tới giờ thì nội dung lồng ghép giới đều được đưa vào NDC. Các bạn đã bao giờ nghe đến cụm từ lồng ghép giới chưa ạ? Nói như kiểu là mình thêm một chút màu sắc vào từng phần của một bức tranh lớn để mỗi người đều thấy được mình đại diện và quan tâm đến. Vì phụ nữ và nam giới có những nhu cầu khác nhau và thể hiện những năng lực khác nhau để thực hiện các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu, nên chính sách khi được xây dựng và thực hiện phải có lồng ghép giới để đáp ứng được những cái sự khác biệt đó. Mục tiêu cuối cùng để làm gì ạ? Là để thực hiện bình đẳng giới, tăng quyền năng cho nữ giới và đạt được hiệu quả trong hành động khí hậu. Nhưng theo chị Hương thì không có nghĩa là nội dung nào của biến đổi khí hậu chúng ta cũng có thể lồng ghép giới được. Phải lồng ghép vào nội dung phù hợp, phải sử dụng những bộ công cụ lồng ghép phù hợp vào những và những thời điểm phù hợp nữa. Có những thời điểm rằng là nó chưa chín muồi. Tức là khi mà chúng ta lồng ghép giới rồi thì cái bản thân cái chính sách đấy cũng đã phải có một cái định dạng nhất định, phải có những nội dung chính rồi, tức là chúng ta mới tiến hành để lồng ghép vào những cái nội dung giới phù hợp. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta lồng ghép cũng thuận lợi về mặt, bởi vì khi mà xây dựng chính sách ra chúng ta hướng tới để thực hiện nó, đúng không? Và cái khó khăn đó là cái nguồn lực để cho thực hiện những cái nội dung mà lồng ghép giới chúng ta đã lồng ghép trong chính sách. Chúng ta không có một dòng ngân sách riêng cho thực hiện giới. Những cái hoạt động hiện nay để thực hiện giới chủ yếu là nó khá là nhỏ lẻ, nó từ cái nguồn lực quốc tế này, hay từ những cái hoạt động của các tổ chức phi chính phủ thực hiện các dự án cụ thể tại địa phương. Thế thì khi mà chúng ta lồng ghép, mà nếu mà chúng ta lồng ghép nhiều quá, không phải là không làm thế nào để lồng ghép, thì có thể lồng ghép được về mặt câu chữ thì có thể lồng ghép được, nếu chúng ta có nhóm chuyên gia giúp mình, hoặc là chúng ta có các bên phối hộ phụ nữ chẳng hạn, cũng là những chuyên gia giới rất là mạnh để cùng làm với chúng ta. Nhưng cái khó khăn nhất chính là thực hiện nó, thì đây là chúng ta rất là khó, nên là lúc mà lồng ghép vào chúng ta cũng phải cân nhắc là cũng lồng ghép làm sao cho dự kiến là trong có thể khả thi hay không. Ví dụ trong thời gian ngắn chẳng hạn 2-3 năm hay 5 năm chẳng hạn, chúng ta có dự kiến là sẽ có nguồn lực từ quốc tổ chức quốc tế này hoặc là nguồn lực trong nước, hai bên cùng phối hợp để thực hiện cái nội dung đó. Còn nếu không thì chính sách thì cũng chỉ là chính sách, mà chúng ta cũng sẽ rất là khó để mà thực hiện cái nội dung mà mình lồng ghép. Chẳng hạn như là trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí thải là hai trong nhiều đầu mục chính tất cả chúng ta đều sẽ phải thực hiện để cứu vãn tình thế trái đất đang nóng lên. Thì theo chị Hương, lồng ghép giới sẽ dễ dàng hơn trong thích ứng hơn là giảm nhẹ. Khi mình đưa ra một cái chính sách hay một cái giảm nhẹ phát thải thì mình sẽ có mục tiêu giảm nhẹ, đúng không? Mục tiêu giảm nhẹ mà để cân đong đo đếm xem là có bao nhiêu phụ nữ tham gia hoạt động đấy thì cũng rất là khó. Đấy là một cái ví dụ nhỏ hơn, nhưng còn rất là nhiều cái cách khác để có thể cân đo đong đếm. Thì giới trong giảm nhẹ nó không dễ dàng như ở trong nội dung của thích ứng. Thích ứng thì các phụ nữ có thể tham gia nhiều hơn trong các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. Nhưng mà gần đây thì một số các quốc gia họ cũng thúc đẩy phụ nữ tham gia, ví dụ như là phát triển cái năng lượng mặt trời ở địa phương, các cái lắp cái năng lượng mặt trời trên mái nhà chẳng hạn, thì phụ nữ cũng có thể thúc đẩy để tham gia hoạt động này. Nhưng mà mình đang muốn nói về cái việc là triển khai những nội dung đấy, là sự tham gia của phụ nữ triển khai hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu thì có thể là sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn là các hoạt động về giảm nhẹ. Vì giảm nhẹ, ví dụ giảm phát thải trong ngành giao thông vận tải chẳng hạn, ví dụ bây giờ bảo là số lượng nữ lái xe điện hay là số lượng nữ không sử dụng xe phương tiện cá nhân nữa mà chuyển sang phương tiện giao thông công cộng chẳng hạn, thì mình chắc mình chưa thống kê đến mức sâu được như vậy để thấy rõ ràng là sự tham gia trong giảm phát thải khí nhà kính của phụ nữ như thế nào. Hi, các bạn đang lắng nghe podcast Hồ Dạy Hai Bà Trưng của UNDP. Vừa rồi mình đã được lắng nghe chị Hương ở cuộc biến đổi khí hậu chỉ ra được những góc nhìn hết sức thú vị trong mảng xây dựng chính sách. Trước khi nói chuyện với chị thì mình nghĩ lồng ghép giới cực kỳ dễ, nhưng sau khi nói chuyện với chị rồi thì đúng là mình thấy việc lồng ghép giới trong chính sách đòi hỏi sự linh hoạt cực kỳ cao mọi người ạ. Kể cả khi mình nhận thức được rằng lồng ghép giới phải có ở trong chính sách
thì cũng phải đảm bảo rằng nó thật sự nhạy cảm rồi, cả trên giấy tờ lẫn thực hành. Nhắc đến thực hành thì nếu chỉ nói về xây dựng chính sách không thì không đủ, đúng không ạ? Mà mình còn phải nói đến những người thực hiện nó nữa. Hồi nãy chị Hương cũng đã gợi ý chút chút về một trong các chuyên gia này rồi đấy ạ. Các bạn có đoán được khách mời tiếp theo của chúng ta là ai không ạ? Đó chính là chị Vũ Thị Thúy Hạnh, một người cực kỳ quan trọng đảm bảo rằng chính sách không chỉ nằm trên giấy. Mình đã gắn bó với cả Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đến tháng 10 này là được gần 20 năm rồi. Đến tháng 10 này là được tròn chính 20 năm chứ. Và về cái cũng đã trải qua rất là nhiều cái công việc khác nhau và phụ trách về cái mảng liên quan phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu, mà thực tế hiện nay lại đang nằm ở ban tuyên giáo của Trung hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì được khoảng độ 3 năm nay, gần 3 năm nay rồi. Chị Hạnh ơi, em muốn được hiểu là cái nội dung về bình đẳng giới và nâng cao tiếng nói sự tham gia của người phụ nữ trong phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, thì cái nội dung này nó có thật sự được nhắc đến nhiều trong những chính sách đó không? Và cái phản ứng của hội viên khi mà mình đề cập và tuyên truyền những cái chính sách này thì nó như thế nào ạ? Thì thực tế ra ấy, trong cái quá trình mà cũng phải chia sẻ như thế này, trong những cái năm gần đây thì rất là cố gắng nỗ lực trong cái việc mà kể cả sự cố gắng nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế nữa, cũng như là với cái sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và của các bộ ngành. Tại sao lại nói là nỗ lực của hội đồng quốc của các tổ chức quốc tế, là bởi vì là từ góc độ của hội cũng đã khai thác rất là nhiều cái nguồn lực từ phía của bên UN Women chẳng hạn, thì chúng tôi cũng cố gắng là trong cái việc mà tổ chức triển khai các hoạt động để thực hiện là đảm bảo lồng ghép giới trong những cái nội dung này, mặc dù trong những các văn bản quy định của đảng và nhà nước và các chính sách thì cũng đã có trao đổi, cũng đã có nhấn mạnh nhiều về những cái gần đây thì cũng đã nhấn mạnh nhiều về cái việc vai trò của lồng ghép giới trong tất cả các văn bản rồi. Tuy nhiên thì một thực tế khi mà chúng tôi đi có cái sự mà triển khai ấy, thì cũng phải thẳng thắn trao đổi lại rằng là cũng có rất nhiều còn có những cái định kiến giới trong đó. Tôi lấy ví dụ nhá, có những nơi thì họ đã xây dựng một cái kế hoạch phòng chống thiên tai chẳng hạn như thế, thích ứng với biến đổi khí hậu, thì những cái chỉ tiêu, những cái mục tiêu mà họ đưa ra ấy, bạn có biết là gì không? Cái gì cũng chỉ tiêu 50 hết, 50-50, 50 nam, 50 nữ. Đó, thì qua tất cả những cái, qua những như thế thôi, qua cái văn bản mà họ tham mưu, qua những cái mà ý kiến của họ trong cái việc tham mưu cái kế hoạch thực hiện như thế này, thì chúng tôi nhận thấy được rằng một điều là họ còn đang hổng về cái kiến thức về bình đẳng giới. Bình đẳng giới không có nghĩa là cứ 50-50. Bình đẳng giới có nghĩa là phải là phát huy được vai trò và cũng như tạo điều kiện hết sức tối đa để cho cả nam giới và nữ giới có thể là phát huy được những cái sở trường và cũng như là phát huy được tối đa nhất những cái vai trò và trách nhiệm của mình, đúng không ạ? Và cho họ, trao cho họ những cái cơ hội để họ có thể thực hiện những cái mong muốn, những cái nhu cầu của họ. Chứ không phải là cứ 50-50 đấy là bình đẳng. Không phải. Khi nhóm làm việc của chị Hạnh đi khảo sát thì mới nhận ra còn rất nhiều các địa phương chưa nắm rõ được những cái tác động của biến đổi khí hậu đến cả nam giới và nữ giới khác nhau như thế nào, để từ đó có những cái giải pháp đề xuất để làm sao mà đảm bảo lồng ghép giới. Như chúng ta cũng đã biết rồi, tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu qua các hiện tượng thời tiết ấy, thì ngày càng cực đoan, đúng không ạ? Diễn ra trong những năm gần đây và tác động rất là mạnh mẽ tới phụ nữ và nhiều hơn là tới nam giới ở một số khía cạnh đấy. Và cũng nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là đặc biệt là các nước đang phát triển ấy, thì người ta cho rằng là như thế nào, thiên tai thì làm trầm trọng hơn cái tình trạng nghèo đói của các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có nhóm phụ nữ nghèo. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là do họ sống chủ yếu dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nên khi mà thiên tai xảy ra thì họ khó có thể duy trì được cái nguồn thu nhập thường xuyên của mình. Rồi thiên tai thì khiến cái gánh nặng công việc gia đình phụ nữ gia tăng. Tại sao lại có cái nhận định này như vậy? Bởi vì sau thiên tai ấy, các nguồn lực như là nước sạch này, các nhu cầu, các nhu yếu phẩm trở nên rất là khan hiếm, đúng không ạ? Và đắt đỏ. Và là người bị coi là có trách nhiệm phải chăm lo cho con cái, người cao tuổi, người ốm và các công việc gia đình, thì phụ nữ sẽ phải xoay sở và chịu nhiều áp lực để có thể thực hiện cái vai trò chăm sóc nuôi dưỡng khi mà thiên tai diễn đến
xảy ra ấy, thì cái gánh nặng công việc gia đình của phụ nữ gia tăng, bởi vì là cái vai trò tái sản xuất này phụ nữ đang đảm nhiệm khá là nhiều. Và về cái xu hướng nam giới di cư lao động sau thiên tai ấy, thì nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là trở nên phổ biến hơn rất là nhiều. Khi mà có thiên tai đến, để là khi mà các nguồn lực nó cạn kiệt rồi, thì nam giới có cái xu hướng là đi làm ăn xa, xa quê hương để tìm việc, và phụ nữ sẽ ở nhà để lo gánh vác nặng việc chăm sóc gia đình và công việc đang đồng áng này, và các công việc hỗ trợ cho cộng đồng sau thiên tai. Phụ nữ làm rất nhiều nhưng lại ít được tham gia quá trình quyết định chính sách. Hiện nay cái việc mà phụ nữ tham gia vào cái quá trình ra quyết định và các vị trí lãnh đạo quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường này, thiên tai và biến đổi khí hậu ấy, ở các cấp thì cũng còn rất là hạn chế, như vừa rồi cũng đã trao đổi rồi. Bởi vì phụ nữ thì lại chỉ tham gia chủ yếu ở các khâu như là thực hiện các hoạt động khi thiên tai xảy ra này, nên những cái nhu cầu của phụ nữ ít được biết đến, và đồng thời những cái năng lực vốn có của phụ nữ chưa được khai thác thể hiện trong quá trình lập các kế hoạch phòng chống thiên tai ở từng cấp. Rất là nhiều nơi mà chúng tôi khi mà đi thì mới nhận thấy một điều là trong khi những cái công việc mà khi mà thiên tai lũ đến đúng không ạ, thì nam giới đi làm ăn xa rồi, phụ nữ ở nhà lo các công việc gia đình. Tuy nhiên các hoạt động mà cộng đồng, những cái buổi mà tham gia có tiếng nói của phụ nữ ấy, tham gia trong các khâu ấy, thì có rất là nhiều nơi là phụ nữ người ta lại không đến những cái buổi như thế. Bởi vì sao? Họ còn đang bận bịu chăm sóc gia đình. Với hai nữa là vẫn có những cái quan điểm là những cái việc mà tham gia những cái hoạt động cộng đồng như là để nam, thế nên là nam giới không có, nhưng mà thôi như thế. Thế nên chính vì vậy mà cái việc mà tham gia vào trong cái quá trình ra quyết định trong cái lĩnh vực này của họ nó vô cùng hạn chế đấy. Nói thế không có nghĩa là nam giới không bị ảnh hưởng, họ cũng là nhóm dễ bị tổn thương từ những cái loại công việc họ thường tham gia. Ví dụ như là cái giai đoạn cứu hộ ấy, hầu hết nam giới là gánh vác trách nhiệm là trong cái giai đoạn này, và họ sẽ gặp nhiều cái rủi ro và nguy hiểm đến tính mạng trong cái quá trình cứu hộ khi lụt bão vẫn đang diễn ra này, hay cái giai đoạn mà thu dọn đống đổ nát ấy, phần lớn nam giới tham gia vào các hoạt động này này, và trong cái quá trình thu dọn họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn nguy hiểm đến tính mạng, rồi khôi phục xây dựng lại cơ sở hạ tầng nữa, cũng là các hoạt động nam giới tham gia chủ yếu. Rồi nam giới ít có cái cơ hội tiếp cận tới những cái tổ chức tư vấn hơn, vì theo cái suy nghĩ truyền thống ấy, mọi người cho rằng nam giới không bị tổn thương nhiều về tâm lý sau thiên tai bằng phụ nữ. Tuy nhiên thì chính vì cái sức ép đó mà nhiều nam giới lại không thể bộc lộ được những cái khó khăn như phụ nữ, nên họ càng phải chịu những cái khó khăn về tâm lý trong khi ít có cơ hội được tư vấn. Theo báo cáo của UNDP thì những cái tác động này không giống nhau ở các quốc gia, và thậm chí ngay trong mỗi quốc gia cũng có những cái sự khác biệt lớn. Ở đây mình muốn nhắc đến khái niệm liên tầng định kiến. Có nghĩa là một người không chỉ có thể bị định kiến về bản dạng giới của họ, mà dân tộc của họ, khả năng kinh tế của họ, hay nếu họ sống với một khuyết tật thì họ cũng có thể chịu định kiến. Đây chính là lý do vì sao mà UNDP cùng các đối tác trong một báo cáo năm 2022 đã có khuyến nghị rằng Việt Nam cần phân nhóm phụ nữ để xác định các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương nhất để nắm bắt được các nhu cầu và ưu tiên của họ khi thực hiện kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong một thế giới có nhiều sự biến động như thế này thì trò chuyện với chị Hạnh và chị Hương, mình lại càng thấy rõ được hơn cái giá trị của việc tận dụng cái sự đa dạng của một cộng đồng trong cả cách tiếp cận lẫn phân tích vấn đề, để những vấn đề đó và cả chính chúng ta nữa cũng có chiều sâu hơn. Chị Hương có nói một câu này về cách làm việc trong cơ quan của chị mà mình rất rất tâm đắc. Nếu mà có câu rằng là muốn đi nhanh thì đi một mình, và muốn đi xa thì phải đi nhiều người, đúng không? Chúng ta không thể nào đi mãi mà mình được. Chúng ta làm việc phải làm việc theo nhóm. Nhóm không chỉ có nam, không chỉ có nữ, sẽ có nam. Và mình khi mà mình chúng ta trao đổi công việc, hay là kể cả những cái hoạt động ngoại khóa khác, giao lưu khác, thì đấy cũng là một cơ hội để cái sự hiểu biết lẫn nhau hơn. Và khi hiểu nhau rồi, chúng ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhau để cùng thực hiện một cái nhiệm vụ chung của cơ quan giao phó, đặc biệt là trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Thì nó là liên ngành rồi, thì trong cái bản thân nội dung của cục biến đổi khí hậu thì nó là liên phòng, nó không thể nào một nhiệm vụ mà một phòng có thể làm được và một người có thể làm được. Chuyện đó là sự đồng thuận lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau. Cảm ơn chị Hương và chị Hạnh. Các bạn ơi, đây cũng là tập cuối cùng khép lại mùa đầu của podcast Hậu Duệ Hai Bà Trưng của UNDP rồi.
Mình mong rằng ở mỗi tập các bạn đã thấy được những cái bước đi quyết liệt của từng vị khách mời, những người đã biến ý chí, sáng kiến của mình thành hành động ly kỳ như thế nào. Chúng ta đang sống trong một cơn bão đổi thay do tác động của biến đổi khí hậu và dĩ nhiên là cả việc môi trường sống của mình đang ngày càng khắc nghiệt như thế nào nữa. Nên mình nghĩ chỉ cần mỗi người đóng góp một chút thôi cũng có thể tạo ra thay đổi lớn lao. Mình là Sen Nguyễn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và UNDP. Dù bạn nghe podcast vào bất cứ lúc nào, các chủ đề của chúng mình sẽ không bao giờ là cũ, đặc biệt với những bạn cuồng say về biến đổi khí hậu và môi trường. Nên đừng ngại chia sẻ với bạn bè nha. Hẹn gặp các bạn ở mùa tiếp theo.